theo dõi cái fan Ngọc Huyền fan clip này Facebook này thì Ngọc Huyền rất là hạnh phúc. Hôm nay là một cái ngày đặc biệt vừa đó đến sân bay Tân Sơn Nhất thì được chủ yêu Ngọc Huyền, chủ có nhiều nước em, bây giờ là nước em Ngọc Huyền là quen với Ngọc Huyền lâu lắm rồi, là những người chị thân thương tinh thần của Ngọc Huyền từ những lúc còn thì chưa có định cư tại Mỹ mà vẫn là theo dõi thương yêu liên lạc thường xuyên, cũng như là bay qua Mỹ thăm Ngọc Huyền nữa. Được chị mời đi ăn một cái lẩu tâm thường thật là ngon với một người em đã kiều bi của tôi. Người đây thì cũng là fan của Ngọc Huyền từ cũng lâu lắm rồi. Cái lúc mà Ngọc Huyền sang được cô nước ngoài, mẹ cũng theo dõi Ngọc Huyền và cũng liên lạc với chị kiều bi và âm thầm lo lắng cho Ngọc Huyền. Bên cạnh đó là lúc nước tinh thần cũng rất là nhiều, lúc nào cũng đang có lại với cũng như là khuyến khích Ngọc Huyền làm thành mọi cách làm sao mà xếp động viên. Bên cạnh đó còn năng nữ nhạc viên đã lo cho hai đứa con Ngọc Huyền để Ngọc Huyền được cho mọi người nghe. Là hai người này nè có công rất là lớn trong cái ủng hộ tinh thần của Ngọc Huyền nha. Cho nên nó là mấy lần về Việt Nam rồi thì có gặp nhau nhưng mà chưa có được mà ngồi tâm sự và ăn uống thế này. Cho nên mua đá xuống Sài Gòn thì đó là người làm bán đèn có thể hy vọng lòng ra rồi đầu tiên. Và hôm nay thì rất cảm ơn của chị và người nhà nhà tôi và cũng giới thiệu lãnh đạo ở đây có một cái quán lẩu là Kichi rất là ngon, có hot SS rất là ngon tuyệt vời mà rất là tuyệt vời.